Hi, mến chào cả nhà, mến chào những khán giả của Nha Trang chúng tôi. Và rất lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. Và mình xin thời gian là 10 phút của công ty bảo vệ để mình xin giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm nghe nhạc được mang tên là LG X-Boom PL2. Dòng sản phẩm này đã được ra đời cách đây khoảng 1 năm. Để tìm mua những dòng sản phẩm này thì các bạn lên những nhóm hội của loa để các bạn có thể tìm mua với một mức giá khá là ưu đãi. Mình mua sản phẩm này với mức giá là 500 ngàn mới keng. Còn những dòng sản phẩm khác các bạn cũng có thể lên nhóm các bạn mua. Thì một là mua những hàng dùng rồi, và hai là mua những cái dòng sản phẩm mới nhưng mà đã lâu, thời gian lâu rồi, nên là người ta sẽ xem một cái giá rất chi là thấp xuống để các bạn có thể mua cái dòng sản phẩm này mới. Hồi xưa cách đây khoảng 1 năm thì nó có ở mức giá là khoảng 1 triệu, sau đó nó xuống còn 700 mấy, và bây giờ mình mua thì nó chỉ còn 500 thôi. Và bây giờ mình sẽ khui hàng cho các bạn xem. Sản phẩm này thì mình đã khui rồi, và tối qua mình đã mở tại nhà cho bố mình nghe, và bố mình đánh giá rất tốt cái dòng sản phẩm này, nghe rất chi là ấm. Đây là hộp nha, có chống sắp luôn, có xốp chống sắp, và đây là một dây cáp. Cáp này là cáp sạc tai si các bạn nhé, cáp sạc tai si sạc của dây Samsung. Phiếu hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng và thẻ bảo hành từ LG. Và đây là dòng sản phẩm của chúng ta. Đây, ở ngay cái phần đầu tiên các bạn sẽ thấy chữ X-Boom và mang thương hiệu là logo LG nổi. Trên sản phẩm thì các bạn sẽ thấy là những nút bấm là nút mở nguồn, nút Bluetooth, nút cộng, nút trừ, nút play, và đặc biệt có nút show mode. Nút show mode này thì tí nữa mình sẽ test loa cho các bạn nghe. Nút show mode này nó có tác dụng là giúp cho âm thanh ấm hơn, trầm hơn và vang xa hơn. Đặc biệt cái loa này có công nghệ chỉnh âm của Meridian. Meridian là công nghệ chỉnh âm của bên Mỹ phối hợp với lại LG để sản xuất ra chiếc loa này, rất chỉ là nhỏ gọn và đẹp. Hai bên đầu này thì một đầu là liền và một đầu là để cho các bạn mở ra để sạc pin. Đây, mở ra để sạc pin. Trên lỗ trên chỗ này thì có lỗ sạc pin, lỗ cắm ra tai nghe và một nút là kết nối hai loa với nhau, nhưng mình chưa có hai loa cho nên là mình chưa thử cái nút này. Kiểu dáng và mẫu mã các bạn thấy đấy, rất chi là đẹp, khá là đẹp, khá là đẹp. Và bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn nghe. Đây, mở nguồn. Đó. Cái loa này có công suất là 5W và trọng lượng là 3 lạng, và các bạn có thể sử dụng được tối đa ở thời gian là khoảng 10 tiếng, nhưng mà với âm lượng là vừa phải. Còn các bạn mở hết cỡ thì được khoảng 5-6 tiếng. Cái loa là thích hợp là nghe trong phòng, bởi vì âm thanh nó dội trực tiếp vào khu vực là người nghe, chứ nó không dành giống như một số dòng khác là âm thanh nó đi lên trên, còn cái loa này âm thanh là nó đi thẳng vào người nghe, cho nên là nghe rất chi là hay. Để tránh những bài nhạc mà nó liên quan tới bản quyền thì mình sẽ mở nhạc của bạn mình tên là Trần Thanh Phong. Bạn ấy cũng thu được một vài bài đã đăng lên YouTube, nên là bây giờ mình sẽ mở nhạc của bạn đấy và để cho các bạn nghe. Loa thì mình đã kết nối Bluetooth sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc là vào Bluetooth lên thôi. Khi mà các bạn mở Bluetooth thì nó sẽ hiện là LG PL2. Đó là hiện đã kết nối nhé. Đây,
thì mình đã tìm được kênh YouTube của bạn mình rồi, tên là Trần Thanh Phong. Thì bây giờ mình sẽ mở một vài bài nhạc của bạn ấy lên cho các bạn nghe. Đó, bài đầu tiên là bài Rồi Tới Luôn. Đang ung dung trên trời, đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hơi buồn, thấy em tự nhiên thảnh thơi. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Thật phải như trâu qua năm sau đám cưới liền tại đó ngày mùng hai có ai đi em. Mở đầu anh mang trầu cao qua anh rước vô luôn. Mai để ta sang dạ. Rồi, mình sẽ chuyển qua một bài nhạc Molilon. Vó ngựa trên đồi cỏ non. Đây là mình mới chỉ mở là 70% công suất loa, chứ chưa mở hết cỡ đâu. Tại vì trong phòng này nó sẽ rất chi là to. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa. Như vậy là vừa rồi mình đã giới thiệu và mở cho các bạn nghe một vài bài của chiếc dòng loa LG Xboom. Mình đã tìm hiểu rất kỹ trên thị trường mạng và trên thị trường YouTube, và chiếc loa được đánh giá rất chi là cao về thiết kế mẫu mã sản phẩm cũng như là tính năng cũng như là âm thanh. Về vấn đề âm thanh thì mình không được nắm nhiều thông tin lắm về âm thanh, cho nên mình chỉ chia sẻ là cái này nghe rất chi là ok, rất chi là ấm áp và mạnh mẽ. Còn các bạn có thể mua về để dùng thử ở mức giá là 500.000 thì chiếc loa này rất đáng và để các bạn có thể là mua về để mà dùng. Cảm ơn các bạn nhiều, hẹn lại các bạn ở những video sau.